Bạn xem ở quân để bạn chơi trong một cảm thấy đặc biệt rất là khăn đấy và cái sân giá tam cặp bất miền cao bây giờ làm pi dùng này để cái sân giá suốt mai mình tết được không chứ mà thay chi kỳ giá rồi bảo bọc cồn pi này được cái tràn nẹt các bạn thấy bây giờ dùng dễ sắm mánh thay chi sắm cam phep đại bọc cồn rồi pi nẹt quạt prom priang khnì nó không cả bậc cao ở miền sắt nâng cái tập bậc cách hay đại sắt rồi cái tập bậc cách nó ai chia cái tập bậc cách nó không cả thớ rồi mình thớ rồi cái chia tập bậc cách nó không cả đó là bởi mùi chẳng miền giang tết miền một lúc pin nè nó không cả prom priang bậc cao sắt nâng cái tập bậc cách cái sân giá tam cặp phật dương đội ban chấm điểm bánh bánh cứ dương chụp bờ chia riêng loạt ngày hay còn là thay cái sân giá khá dương chụp bờ chia lan cái sân giá khá dương mình sơi chụp bờ hay ai một lúc mình nè nó không một ngày thôi cái sân nhà nó hồ từ đó đắp của miền đấy như vậy chưa xem anh cái sân nhà đây là toàn một đại diện thập xa rồi ngày tới tính thực tế tới tính mình tới tính bị chuyện tính như lại nó lại mùi mùi dương tư chụp nẹp xem xem kia tính pin nẹp xem xem kia rồi cho nên mà plate dương ai thôi cái sân nhà đó buồn đắp của miền đấy từ anh ấy tôi tham mình miền chỉ lì lẹ sao cái đảo ấy chụp toàn một cái đấy tá miền ca snail ở bên này lụa thả quạt lụa vậy, hỏi miền bên này tiết mà sưu thái hai quạt prom priang, cá snail nè cá prom priang chụp nếu biểu bạc ban chỉ cái dân gian chẳng bên này nè cái nông bạc cổ trái rồi cái tụm đình để cái chồng lụa nốt để cái bàn snail nốt hỏi nè tính quạt bạc cổ prạ chun thì nè đại bàn bạc cổ cái tập thua cái tập cái chữ cái bộ câu chung quan cái sân giá tham cặp bớt không xong bây giờ thao viên mình mến toa tai thua chỉ lì lợi ẻ xó hai tha chỉ cái sân giá đây nếu chỉ mình đầu tư tới chặt tục tha chỉ cái sân giá chỉ cần đa tham cặp bớt cần đa năng chỉ cái sân giá hai cái tai chỉ ở vậy để thua toàn mốt có chỉ cái sân giá đây cái sân giá dương ai miền tràn cái đầu pi bánh hàm bánh mình đặc trưng bánh dễ cứ ai miền cái sân giá chua té tính mô tô tính lan tính te là hồ từ đó là tính xe và xem xe sân tha kia dương tự xâm ra được không tục để sân tha kia dương chùa và tục kế hơi dương bóng lưu cho tạm năng rồi người ta anh bên cây sân già nó không cả thua tầm náo dương tinh sử bột lán nó có chiếc cây sân già đài hơi bên sử bột lán chỉ chụp khoa tăng đây cây sân già phòng đài chẳng cây sân già cứ ca prom priêng rồi bỏ bộ cổ pi nhẹ làng tờ đập bấy bậc cao ở miền cái tập cách rứa cái rầm lốt cái tập cách rứa nếu không cái tập cách những ai chơi cái tập cách không cá thớ rứa cái mình thớ ở vầy muối rứa cái tập cách những không cá bọc cua ở vầy muối đã ao bọc cua nào bụi rồi viên này tập pí rứa có tập bọc cua nào bụi xây tiền lúc mới thấy vị ban lực lang nông bình chua khắc khắc hai bẹp bòn chụp một sạc cam một phe môi chụp nón đập bạc chi bà rót đại dương ai chặt tóc thà với cứ chơi cây sơn nhà muối vận tải bạc chi bà rót tu tết lục ở ban đăng tha từng vừa bạc quạt sạc cam một phe bạc quạt đang cứ chơi cây sơn nhà thì trong ai lúc mới thấy vị bình chua bình thay mới thật ta chỉ tu tư cây sơn nhà sống khăn miên bảo màn bảo phe đại đại chỉ tu tư dương khơi tha tài đại trên được không chỉ một phe bạc chạm cây đập bạc chi bà rót tam cặp bật sạc cam phe đập bạc bạc chi bà rót đập bạc mình đâu ยังอาชีพก็คือจานนะรอมันออกเตะก็มาได้ยังอาจจะรอบชั่วโมง
ប្រភេទនេះចាអាចរាប់ជាប្រភេទអាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈជាបច្ចេកទេសបន្តិចកិច្ចសន្យាដូចខ្ញុំបានលើកម្បាញ់មិនជាកិច្ចសន្យាលីលាក់អសមិនលីលាក់អសកិច្ចសន្យាដែលមានការធ្វើដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធកិច្ចសន្យាដែលប្រកាសឡើងដោយមានទម្រង់មួយដែលគេតម្រូវឲ្យជាក់លាក់ហើយដែលត្រូវទៅគោរពតាមឬក៏កិច្ចសន្យាទាំងអស់នោះខ្ញុំអាចនិយាយថា ជាកិច្ចសន្យាដែលមានកតាបកិច្ចតែមកខាងភាគីឬក៏កតាបកិច្ចទាំងពីរភាគីត្រូវផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឬជាកិច្ចសន្យាដែលយើងអនុវត្តភ្លាមហើយនឹងបញ្ចប់ភ្លាមឬក៏ជាកិច្ចសន្យាដែលថាអនុវត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ទៀតដែលកតាបកិច្ចក្នុងនោះវាត្រូវបានបែងចែកទៅតាមពេលវេលាបន្តបន្តគ្នាឬក៏ថាកិច្ចសន្យាខ្លះជាកិច្ចសន្យាដែលគេចែងជារបៀបជាក្របខណ្ឌថាជាគោលថាអូយើងនឹងរកស៊ីជាមួយគ្នាដែលដល់ពេលជា
ទៅទៅទៅទៅឬក៏ផ្ដល់សេវាមួយមួយមួយមួយតទៀតអញ្ចឹងជាកិច្ចសន្យាអនុវត្តទៅលើកិច្ចសន្យាក្របខ័ណ្ឌនេះគ្រាន់តែជាប្រភេទនៃកិច្ចសន្យាក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីឈ្មោះនៃកិច្ចសន្យាដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដំបូងមិញមានការទិញលក់ការជួលការខ្ចីមានការប្រាក់ការបញ្ចាំមានក្រៅមានកិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអញ្ចឹងបាទការងារកិច្ចសន្យា ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបាទការងារកិច្ចសន្យាជួលមេធាវីឲ្យធ្វើការងារក៏ជាកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាខាងធនាគារខ្ចីប្រាក់កិច្ចសន្យាទិញលក់អចលនវត្ថុជាដើមគឺមានច្រើនរហូតដល់កិច្ចសន្យាភ្នាក់ងារយើងជួលភ្នាក់ងារណាមួយឲ្យគេលក់ផ្ទះឲ្យយើងក៏ជាកិច្ចសន្យាដូចនេះតាមកពិតមានច្រើនមែនទែនរហូតដល់កិច្ចសន្យាដឹកអញ្ជូនកិច្ចសន្យារហូតដល់បើខ្ញុំអាចនិយាយនៅក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្ម គឺមានកិច្ចសន្យាអញ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យនរណាគេម្នាក់ប្រើកម្មសិទ្ធិបញ្ញត្តិរបស់យើងឬក៏កិច្ចសន្យាចែកចាយអនុញ្ញាតឲ្យនរណាគេម្នាក់ឬក៏ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យគេចែកចាយចំណេញរបស់យើងគេលក់បន្តទៅទៀតឬក៏កិច្ចសន្យា ត្រូវទទួលនៅការផ្ដល់ know-how អាចជំនះធ្វើទៅឲ្យគាត់គេបរៀនគាត់ទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ចេះរស់ស៊ីនឹងឲ្យកាន់តែល្អហើយគេតាមដានគេធ្វើផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់មានទទួលបានការជោគជ័យអាចជាកិច្ចសន្យាផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឲ្យគាត់នោះខ្លាចជាម្ចាស់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងរឿងសិទ្ធិអនុពលសិទ្ធិប្រហាប្រហែលគឺកិច្ចសន្យាជួលមកធ្វើមកច្រៀងឬក៏ថាជាកិច្ចសន្យាជួលគេឲ្
đây chỉ cần nhà hỏi về sai cho tao bị sai mỗi mùi nó không rương sang sòng tè cái sân giá chùa chùa cái sân giá ấy trút bên đất lơ ca sang sòng tè cái sân giá sang sòng này là mùi rồi chỉ cần nhà bây giờ ông bị cồn phèp ở đây bây giờ miền tràn giang chẳng sự kiện đời xa sự kiện phèp nó miền cạn tràn tại những anh dây thà cái sân giá khá miền chúa cái sân giá khá ở miền chúa cái sân giá miền chúa nó bây là cái sân giá nó trở ban sự xây được không chứ mà bây giờ bật bảy nhà chỉ thổi miền tại cái sân giá khá ở miền chúa thì chứ mà ở ban sự xây bị cái sân giá nó ở ao chúa không bị chúa cái sân giá nó hai thay chỉ cái sân giá lụa tinh chỉ cái sân giá chúa cái sân giá y tế cầm bát tay phèp ký nó bây là quạt ăn quạt tổ quạt prapra cái sân giá nó quạt prapra thôi sự cam phèp quạt cho cái sân giá bậc cao bên cái sân giá nó cái hai thằng cái sân giá ở chung bộ. Chà, lúc bây giờ vì bẹp pon cho những cái sân giá nó cứ còn tới của miền cà pon cho lòng mới chân luôn từ từ cái sân giá nó cao rồi riêng. Thật bất thật tao pin nhưng anh vậy nhảy bẩn tịch thật tao vì miền phía khâu này bẹp mạch ưu tư hoa chạy đánh nhưng thật lọc miền rừng của play muối này đại tài nhảy tha kháng pro sân giá tha một tình đấng kháng sầy nơi khai cao sắp tập khai cao ở khơi mà tình đấng này quạt tha kháng pro nó cứ bẩm pin cái sân giá ta nó vì cái sân giá chỉ cao rồi riêng hay lúc phía bẹp mấy những ai chặt tóc tha phía khi mà khang một biên cái sự giá đã được ở đây. Bạn tạm gặp bất nợ nông chấp áp dương hai thả chỉ cả prom priêng cái đây cái sự giá cái đây rồi cả nụ sinh nhá cái đây rồi cả nụ xa đó nè cái đây và sai từ lúc bậc cô chỉ nè prapraté trong tay còn là thả môi chấm nún cứ khâm xa bảo vía cứ miền lại cái nè bàn định miền này thả tầm rơi ấy bậc cao chỉ cái tập cách ở bậc phía kim môi chết chỉ nè anh bọn và sân mà thả chỉ cái sự giá lệch khách cả prom priêng rồi cách dụng dụng kia memorandum á
đây bị cả dục dục kia chẳng tới anh nắng viêm mình miên tầm lấy chia cả anh vọt tê quan là thay dừng dục dục kia dừng không bằng thua cả rồi xây cho mùi kia anh nắng mình miên tầm lấy chơi bạn chấm buộc bị cà prom priêng chỉ một chỉ ấy nắng tam gặp bất dừng thở cứ tự đào thắt táo vì chỉ cà prom priêng muối đại bậc cao chỉ cả bậc cao chỉ được on prom priêng thay năng một chỗ tận đắng thay năng một chỗ tận đắng hay cái lại đấy chỉ bà nhà muối đại bị bạ đại tam gặp bất phía bậc cao chỉ cả bậc cao thay bộ côn mẹ tiết thở chồ còn bậc thái chỉ cả bậc cao nắng chỉ cả bậc cao một chọn được on vì thở mơ giống bà dân tháp prom và xem bà tha quạt ban này dây tha prom priêng chỗ hay mẹ thiết bàn po po tha nâng châu mình châu từ đắng không cả nơi nắng có kê ai chờ đắng và xem bà tha ca chè chè kia rồi tha ca từ chè kia ca prom priêng nắng thuộc ở mẹ thiết khôi khát khát khôi khát bong ở bên bụi mình mình khôi khát bong từ bàn hai ruộng riêng cái anh chơi bàn hạp xây mùi chết còn bà tái ca prom priêng mũi đây thuộc ở quạt chầm nai pe và lia chầm nai cầm láng cai được không ca từ chè ca làm từ tôi phiêu với những ưu tiên còn bà tái thuộc ở phiêu kim một khang thiết quạt mình prom máu được chứ ha ca khát bong ở là biệt đằng đây non mấy quạt ai là hỗ trợ tiêm tia từ lừa sầm nón chầm mùi chật em xem còn bà tái cả này nấy chỉ cả này chỉ thôn chôn cả này khá chỉ cả này đây là việc tịch tôi cái chưa hay mình bắt cao ở miền ở bảy hà tụm nọ khăng cái chưa từ còn tại sân than này cái chặt tục tha chi bảy hà thông đồng สําหรับ quát quát อาจจะประดับประดับแล้วก็บ่าធ្វើវិធានការណាមួយយើងតាំងតែងចាអញ្ចឹងនេះអាស្រ័យលើបុគ្គលដែរចាលោកមេធាវីដែលរៀបរាប់ខាងដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្យាផ្ទាល់មាត់កិច្ចសន្យាមានផ្ទាល់មាត់នឹងជាលក្ខអសពីហ្នឹងថាតើពុកជាបរដ្ឋគួរជ្រើសរើសយកកិច្ចសន្យាមួយណាដើម្បីធ្វើឲ្យវារឹងមាំឬក៏អាចថាមានអតិភិបអាចតវ៉ាបាននៅពេលដែលមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងវាពិបាកនិយាយនៅក្នុងការនិយាយថាតើកិច្ចសន្យាណាមួយយើងត្រូវតែធ្វើជាលិខិតអសមួយណាផ្ទាល់មាត់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវអ្វីដែលត្រូវដឹងគឺត្រូវគិតថាបើសិនជាប្រតិបត្តិការឬអ្វីដែលការចរចាឬក៏កិច្ចសន្យានឹងជាបញ្ហាមួយយើងធំដុំចាគាត់គួរតែធ្វើជាលិខិតអសឬក៏ថាត្រូវការការអនុវត្តយូរអង្វែងគួរតែធ្វើជាលិខិតអសតែបើសិនថាជាកិច្ចសន្យាដែលអនុវត្តភ្លាមភ្លាមទិញត្រីលក់ត្រីអញ្ចឹងមិនបាច់ជាលក់ចាខ្ញុំទិញមួយគីឡូទៅសេះមួយគីឡូផ្ដិតមេដៃទៀតទេមិនបាច់ទេណាបាទមិនបាច់ទេនាំឲ្យមានការស្មុគស្មាញទេអ្វីដែលគួរធ្វើកិច្ចសន្យាណាដែលមានបញ្ហាមានលក្ខណៈធំដុំតិចដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់យើងគួរសមឬក៏ការអនុវត្តកតាបកិច្ចយើងគួរសមតិចចាំធ្វើវាមានពួកជួនកាលកាលណាទៅត្រូវការទៅសេកិច្ចសន្យាវាត្រូវការទាញកណ្ដាស់ត្រូវការជួនកាលត្រូវការអ្នកជំនាញអ្នកយល់ដឹងរឿងបញ្ហានឹងថែមទៀតដូច្នេះបើជាបញ្ហាទូចតាចជីវភាពធម្មតាប្រចាំថ្ងៃមិនអាចធ្វើបានកុំតែបើសិនជាអាចមានករណីខ្លះក៏យើងគួរតែធ្វើជាលិលិះអសរលិលិះអសរមិនចាំបាច់តែកណ្ដាស់មិនវាអាស្រ័យទៅតាមករណីជួនកាលយើងធ្វើការមានមេធាវីឬក៏ថាជួនកាលគេតម្រូវឲ្យមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាកិច្ចសន្យាខ្លះគេតម្រូវឲ្យមានសាករីចាចាវៃត្រាឬក៏មេធាវីអាចវៃត្រានៅក្នុងនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាភាគីបានចុះកិច្ចសន្យាឬក៏បានផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យភាគីម្នាក់មួយម្នាក់ទៀតនៅក្នុងការធ្វើការងារអ្វីមួយឲ្យខ្លួនអានេះជាករណីឧទាហរណ៍ថាយើងផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យនរណាគេម្នាក់ចុះបញ្ជីម៉ាកអីចឹងអារបៀបដូចជាកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងហើយមេធាវីឬក៏សារីវៃត្រាលើនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាម្នាក់បានព្រមព្រៀងឬក៏សុំឲ្យម្នាក់ទៀតក្នុងការធ្វើការងារអ្វីឲ្យខ្លួនអាចមានកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរដូចជាកិច្ចសន្យាទិញលក់ដីនៅក្នុងហ្នឹងអាជ្ញាធរគាត់ដឹងលើហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ការងារនឹងថាលក់ដីហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវជាដីរបស់គាត់ដែរឬទេហើយដូចជាកិច្ចសន្យាហៅថា contract farming ជាកិច្ចសន្យាដែលម្នាក់ទៅម៉ៅចំការទិញផលិតផលរបស់អ្នកដែលជាកសិករចានៅក្នុងករណីហ្នឹង contract farming ហ្នឹងកិច្ចសន្យាកសិកម្មហ្នឹងគឺត្រូវមានការចូលរួមពីមន្ត្រីកសិកម្មនៅក្នុងហ្នឹងដែរនៅក្នុងការដឹងឮមានជំនាញនៅក្នុងហ្នឹងបាទមានជំនាញនៅក្នុងហ្នឹងដែរដូច្នេះបើក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីពីកិច្ចសន្យាហ្នឹងគេបញ្ជាក់ថាបើសិនបើអត់មានវត្តមានឬហត្ថលេខារបស់មន្ត្រីនឹងទេគេចាត់ទុកថាมันមានសុពលភាពទេចាអញ្ចឹងសុពលភាពករណីខ្លះគឺត្រូវជាលក្ខអសបើច្បាប់តម្រូវហើយឬក៏បទបញ្ញត្តិតម្រូវករណីខ្លះទៀត
hốt đó mình trâm lý lạ xa rồi viên phía kỳ thế trâm miễn nét tí bấy chỗ nó không nặng tiệt chia tu tớ ở nhà thôi rồi có xa kẻ rầy thang tiệt bạn ở con lục mê tivi để bạn bà chạy bẹp bọn nâng xa ra bạn chạy ra từ lời ở bài tế chỉ cách trả giá hỏi nâng lục ạch bằng thêm tiết từ lời tập hiệp chạy đây mà chạy đuôn đại bông bộ chi bọt chụp bà tế hỏi chi chụp ngọt bông bộ tay tay chọc đăng khả nạ đại mình lục mê tivi mình trong những kháng này xa rạp lục nâng lục ạch bằng thêm được vẹt cao bằng thêm này khả nạ đấy xong xong rạc bằng tay xanh.